Ok, và xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của mùa 9.5 nha anh em. Xem là có khế ước không nhé. Kho thần tích này chắc là mình sẽ đổi lại này. Và trang bị Pandora chúng ta cũng đã chơi khá là nhiều rồi. Đổi luôn nhá. Thôi, tàng thư bí mật là sự lựa chọn của mình. Xem là có ấn nào. Ấn can trường à. Hiện tại là can trường vẫn đang rất là trâu bò, nên mình sẽ lấy luôn. Ui, thêm một can trường nữa không? Hay là IXTAL này xem là có cái búp gì nào. Ok. Chắc là mình phải cho Milo can trường vào. Đây. Wow. IXTAL. Lần đầu tiên mỗi tướng được cường hóa rồi 30% máu họ sẽ được che chắn bởi hộ vệ, không thể bị chỉ định làm mục tiêu và hồi 30% máu tối đa trong 2 giây. Cái này cũng không khác gì một cái ấn vô pháp. Kiểu không hẳn là ấn vô pháp, cái này là kiểu là áo trong bóng tối cho những cái con mà đứng ở trong ô này anh em, mà đã hồi phục máu khá là chất lượng đây. Trận này thì theo anh em mình là chúng ta đánh cái form bài như thế nào để nó phù hợp với cái ô băng ở trận này. 30% máu tối đa trong 2 giây à. Cũng được. Ilaoi không? Mà bây giờ tôi chắc là đang tìm NEKKO. NEKKO là một trong những cái vị tướng mà được nhiều anh em sử dụng để có thể đép thôi, mà tôi thấy rất ít người lấy con NEKKO này nó làm carry luôn. Kiểu siêu ít. Trận này mình có thể đánh thử cái phong bài NEKKO carry, xem là nó có mạnh ở cái meta này, và biết đâu lại đem đến cho anh em một cái form bài spam leo rank mới, đúng không? Biết đâu được. Rồi, lợi thế về số đông cho nên là mình không thể nào mà đánh lại cái bạn Pro Persephone 1502 này rồi. Chúc phúc của bụt à? Cũng được. Chúc phúc của bụt này phải lên cấp mình có trang bị Darius. Mình sẽ đánh bằng Luchik nha. Có gì lấy thêm tiền. Và trận này thì Phi Chín Ngón đã sử dụng là cái lõi khế ước quỷ dữ mà mình cũng đang săn. Chưa được cái trận nào mà khế ước ở mùa 9.5 này đây. Chờ lâu lắm rồi. Cái lõi kim cương là đam mê lắm. Tôi chỉ thích khế ước thôi các bạn ạ. Mấy khế ước trong công nhận là đánh sướng lắm. Cảm giác mà đẩy máu cái lobby, cũng như là chúng ta lại chênh lệch về những cái bậc lượng người trong team. Trẻ nè em mấy ông kia khóc luôn. Khung Giang 2806 khuyến mại kinh nghiệm. Ủa Samira 2, Warwick 2, cháu chịu. Cháu chịu đấy. Mà thế này thì anh em mình bị đi nhiều máu vãi rồi. Và cái cột mốc mà 4 IXTAL thì khi mà đóng băng, những kẻ địch ở gần đấy sẽ nhận được sát thương chuẩn tương đương với 30% máu tối đa của con được đứng ở trên ô băng này. Cái ô băng này thì chắc là chúng ta phải đánh những cái đội hình mà form bài nó trâu trâu thôi. Vàng, gói trang bị thành phần và máu. Mình sẽ lấy vàng đi. Không biết là anh em nào đam mê vàng không? Ui, 3 anh em đam mê vàng, 4 anh em trang bị thành phần và 1 anh em Phi Chín Ngón lựa chọn máu của linh thú. Ok, khả năng cao vẫn là số đông. Thì đây cũng là một trong những vùng đất mới, là kiểu những cái phiên đi chợ sẽ được vote bằng những cái mà như những cái vòng đầu luôn. Thanh niên from Singapore from Toxic à? Nhờ? Anh em chơi vui vẻ thôi mà ai thích gì chọn lấy chứ. Không cần phải Toxic như vậy ông ta. Cho nên có gì mình sẽ dồn đồ cho Quizana gành team xem là nó có ổn áp hay không. Với Quizana này thì nó cũng kiểu vô pháp. Thôi xong rồi, gặp Phi Chín Ngón. Mà phi 9 ngón tôi thấy đội hình nó cũng hơi bị cá đuối nhở. Ông nào mà rơi tầm khoảng level 5 hay là level 6 ở thời điểm này thì hoàn toàn có thể đánh bại được bạn phi luôn. Đội hình tôi thấy cũng khá dày dày ấy, không có quá nhiều hay sao. Mình thì level 4 thì chịu rồi. Đội hình cũng chả ra cái thể thống gì, thua là điều đương nhiên. Cái ước này mà không có 4 tiền cho vào cũng khoai nha. Milo thì hôm nọ mình cũng đã làm một cái video về Milo siêu carry rồi. Với anh em nào đã thử chưa? Milo này tôi thấy ít người chơi vậy, cho nên là rất là dễ lên 3 sao. Lấy thêm trang bị cho nó nữa thì thôi, gánh team cũng rất là căng đấy. Chỗ này ra khá là nhiều những trang bị mà kiểu sát thương vật lý, cho nên là mình sẽ hướng đến cái con Quizana xem là có ổn không. Kudokun quà sinh nhật kết hợp với hư không, hai trò gắt hai vãi chả vãi cả đạn ạ. Nhà nuôi chó, chó không cắn đâu, nó chỉ đớp thôi. Nhà này chắc khéo mở quạt sinh nhật ra được chó gát đấy. Vẫn còn 20 tiền như này thì giàu quá. Những cái cấp sao của những vị tướng hư không thì nó sẽ bút thêm máu và sức mạnh phép thuật cho những cái con mà triệu hồi lên. 60 máu, phi 9 ngón thì không nói rồi, mình coi như là đang đứng top 8 luôn đấy. Nhưng mà chút nữa thì mình mới xài tiền. Bây giờ vẫn chưa là cái lúc mà chúng ta phải sử dụng tiền đâu. Chơi game thì cũng phải sử dụng tiền hợp lý nha anh em nha. Sử dụng tiền bừa mãi là không có được cái mục đích mà top cao đâu. Rồi. Đấy, nó không bị nhắm vào mục tiêu chỉ định và Quizana của chúng ta sẽ được hồi 30% máu nữa. Trận này chắc là mình sẽ chơi 4 IXTAL đấy. Thế là nó ra gì không? Anh em nghĩ sao về một cái form bài can trường và IXTAL? 6 can trường. Trận này mình chỉ chơi 6 can trường. Nếu như mà có một ấn NEKKO có không? Tìm NEKKO thôi nha. Cái quyền năng đi anh em ơi. Đại bác thì nó cũng không thực sự là hữu dụng cho Quizana lắm. Nếu mà chơi đại bác thì tôi chỉ đặt niềm tin vào Mordekaiser, Nila, gì đó, Sayra, Sayra cũng ok. Gravet, Gravet đại bác, bắn cũng lực. Khuyến mại kinh nghiệm đến từ vị trí của Nhóc Sắc. Wow, phong bài của bạn này thì thách đấu, bắn tỉa, build water, rất là chuẩn chỉ rồi. Một máu đi, không đấm được con nào à, hỏng ấy. Không đấm được một con Nautilus thôi, bó tay. Ui giời ơi, cái ô nguyên tố của tôi. Tiếp tế trang bị 3 cây trùm lại, trang bị Pandora 2. Tận tụy hết lòng à? Ok, chắc là mình sẽ lấy cái tận tụy hết lòng này để có thể có thêm một ấn can trường này. Tarik này. Rồi, 4 can trường. Và chắc là mình sẽ roll tìm NEKKO 3 sao ở tầm khoảng level 7. Đây là cấp độ mình nghĩ vừa đủ, hợp lý, lại còn giữ máu nữa. Thôi mấy ông thì toxic chửi nhau thế nhờ. Nhất là cái ông from Singapore gì đấy. Bắn tí English xem nào, toàn LOZ thì là cái gì không nhờ. Pussy các kiểu đấy. Cũng là tận tụy hết lòng đến từ vị trí của người anh em này. Khả năng cao sẽ là một form bài Demacia chăng. Có Queen. Nhưng mà lấy cái tận tụy này thì chúng ta cần phải kích hoạt 4 cột mốc 4 sớm thì chúng ta mới có được ấn nhá. 6 trận thua liên tục rồi. Khéo trận này trận thua thứ 7 à? Hỏng luôn. Thua 7 trận lên tỏi. Cái này tuy chỉ 1 sao rồi nhưng vẫn rất là gánh tim. Ui, win á. Thực sự là mình muốn thua round này hơn. Trời ơi. Thôi, nhưng mà thắng được giữ máu cũng được. Đây, Soraka can trường, Milo can trường. Thiếu mỗi Nico nhá. Nico, Kassadin, Sen và còn Cassante. Cái này có cắt sát thương chuẩn nữa. Cho nên là trận này mình sẽ thử dồn đồ cho Nico nhá. Nico thì cái kỹ năng của nó cũng kiểu gây sát thương phép. Còn Quizana thì sát thương vật lý. Milo vẫn là sát thương phép. Nhà này thì không có tiền. Nhà Toxic này. Với cái đội hình form bài là Ionia, Irelia, Zed, Dũng Sĩ, Tagon, Can Trường, Thách Đấu, Thể Hiện Ác. Nhưng mà cũng hơi chật vật với form bài của mình. Form bài của mình thì bây giờ vẫn chưa thể hiện hết sức mạnh đâu. Soraka Châu ấy nhở. Ui, win không? Ui, luôn ạ. Ảo đấy. Mấy thanh niên này chắc đang thắc mắc tại sao con Milo với là con Soraka của mình Châu thế. Vì nó là can trường mà. Can trường bảo sao mà không Châu đúng không? Không Châu hơi phí. Gì chứ can trường là một trong những cái ở tộc hệ Châu nhất trong cái game này. Can trường, đấu sĩ, hai hệ tanh, tanh chính nhỉ. Không nữa thì anh em có thể hướng đến vô pháp. Vô pháp thì nó cũng sẽ thêm những cái lớp lá chắn rồi. À không, hộ gì quân sư nhầm. Tôi cứ hay bị nhầm giữa quân sư và vô pháp. Ảo thật. Sen này, con gan trường thứ 6. Cái này chắc là phải đầu tư u cấp rồi. Một cái găng bảo thạch. Phi trình ngón thì đã có được xây ra 2 rồi. Càng thế. Hồi nãy tôi thấy đội hình hơi tí hon thì bây giờ tôi đã thấy Phi đã có sự đột biến. Im lặng và làm thôi. Không cần gì phải khe mấy cái ông Toxic làm gì cả. Kiệt Sinh Gái. Ôi Quizana. Bạn bè phương xa. Chơi luôn không? Chơi Quizana luôn không? Nếu mà chơi Quizana thì chúng ta sẽ có đối thủ cạnh tranh rồi. Can trường Châu thật. Ăn luôn nhà này à? Khéo ăn được luôn đấy anh em. Ừ. Mình Quizana là cân hết không? Quizana của ta skill trước rồi. Ôi thôi. Suýt nữa thì win. Nhà này thì vô pháp nó đốt máu ghê quá. 4 vô pháp. Nautilus. Vẫn chưa có Milo. À chưa có Nico. Chán đấy nhở. Nico của tôi đâu? Lắp cho nó cái găng bảo thạch cái nào. Còn thêm một cái trang bị gì nữa. Nỏ sét đâu. Ừ. Mà nỏ sét thì nó cũng gây đến những cái sát thương mà giảm kiểu giảm kháng phép của những con xung quanh thôi. Chúng ta lắp nỏ sét cho những con tanh khác. Chứ để thêm trang bị sát thương cho Nico xem sao. Nhà này đánh quân sư đồ tể à. Quân sư đồ tể đội hình khá là mạnh ở giai đoạn này. Còn với những trang bị như thế kia thì tôi đoán khả năng cao sẽ là Azir rồi. Nanh này, găng bảo thạch này. Azir rồi. Chạy đâu được. Quân sư lại nan sớt thế này thì bắt bài luôn nhỉ. À, khó chịu quá. Thua hoài. Thua cho tôi thua đến bây giờ luôn đi. Thua 10 trận liên tục đi nhỉ. Nico đây rồi. Ô pha này úp cấp hơi vội. Nhưng mà đánh quái thì cũng có được cái tỷ lệ mà ra được 4 tiền thì cũng hên xui. Một gang bảo thạch, 65 giáp và 65 kháng phép, 125 giáp và 125 kháng phép cho những con can trường. Và được thêm ở giai đoạn 10 giây đầu combat. Kiếm súng à. Kiếm súng không? Nikko này. Siuko à? Siuko và Soraka thì nó cũng chỉ là thêm phù thủy thôi. Nhưng mà cái kỹ năng của Siuko nó cũng kiểu búp máu á. Ừ, Nikko, ngon. Này là một cái quyền năng đi. Thực ra là cái kỹ năng của Nikko nó kiểu sát thương AoE á. Với cả cái vùng đất này thì vùng đất băng giá thì nó cũng đã có được khả năng hồi máu rồi. Cho nên mình sẽ không hướng đến một cái trang bị hồi phục cho Nikko nữa. Thay vào đấy thì thêm một chút sát thương như là quyền trượng thiên thần không? Ừ, anh em thấy cái quyền trượng thiên thần như nào? Ổn đúng không? Tại vì con Nikko này là can trường, nó sẽ rất là trâu. Ok, hợp lý đấy. Ui rồi ôi, khó chịu chưa? Ui, sát thương chuẩn anh em ạ. Nikko sát thương chuẩn bằng 30% máu tối đa. Nhà này cháu gắt 3 thì cũng phải chịu thua. Lập đội hoàn toàn tự nhiên. Thẻ thư viện không? Thư viện mẹ đi. Ấn gì? Tagon nò. Thôi chắc là mình sẽ phải lấy Tagon rồi. Tôi đang muốn lấy thêm can trường để búp thêm những cái hệ linh ta linh tinh cho Nikko. Ủa chết rồi. Má lắp luôn Sojin rồi. Má quên mất. Đang đợi cái nước mắt mà quên nó. 22 máu. Bây giờ thì Phi gần như là ngang anh em rồi. Máu ngang rồi đấy. Nhưng mà đang có chuỗi thắng cũng như là rất là giàu. Ui, nhà này có xiềng xích luôn à. Đánh Demacia tuyệt vời. Mà cây này mới chỉ cốm nóc 2 sao thì liệu rằng cái phong bài cây này có ổn không? Cây này 3 thì mình nghĩ uy tín hơn chứ đúng không? Nhưng mà Fiora này thì nó tín hơn. Em có thể để ý là con Nikko của chúng ta nó sẽ di chuyển đến mục tiêu nhiều người. Ui, vẫn thua. Aphelios. Má hơi sai khi mà lắp cái Soji này rồi. Đóng băng à? Giờ thì lên cấp kẹp thêm 2 con can trường thì chúng ta phải lên level 9 nào. Càng thế. Ui, nhà này level 8 thì chơi nhiều đấy. Nila 2 toàn là 5 tiền thôi. Đồng minh hồi bom khói 30 máu. Hồi máu cũng ác chưa? Nikko skill đi em. Hồi máu thì đã có đủ rồi. Vẫn thua nhà này à? Hay chưa? Thế này cứ gái bẩn. Nhiều trận thua mình phải nói là hơi ảo diệu. Máu vàng có trang bị à? Tôi vẫn là tiếp tục lựa chọn là vàng đi. Tiếp tục lựa chọn là vàng. Má mấy nhà kia toàn lựa chọn trang bị vậy. Để xem là thiểu số có ăn lại số đông hay là không. Mẹ, 2 round rồi. Vẫn là gói trang bị thành phần Velvet. Cung gỗ, găng đấu tập, nước mắt và đai khổng lồ. Là một cái bàn tay công lý trước. Chúng ta vẫn còn cơ hội lấy cái kia sau. Cứ bình tĩnh. Nikko này, Asadin. Đây, vậy là mình đã có được form bài 8 can trường anh em ơi. Mình sẽ bỏ đi con Silco này đã. Đây, nước mắt. Mở sách nó phải như thế. Một cái bao tay đạo tạc này thì chắc là mình sẽ ném cho Sen thôi. Ui, 8 căn trường thì bây giờ khéo là comeback luôn đấy nhờ. Tôi giận lắm rồi. Bị trừ nhiều máu nãy giờ là bây giờ cay rồi. Phải comeback. Nhà này Eco à? Eco với chúng tôi này. Nhổn Sejuani. Belvet can trường không? Nếu vậy thì phải bỏ đi một cái con IXTAL à? Khó đấy anh em ạ. Không có bỏ được. Cùng lắm bây giờ chúng ta sẽ kẹp thêm Soraka ở level 9 để có thể vừa lấy được thêm hiệu triệu nhân, lại còn có thêm cả Tagon là một trong những đội hình hợp lý rồi. Nhưng mà trước khi mà lên được level 9 thì mình sẽ phải roll tìm mà Nicoba đã. Khế ước quỷ dữ à? Ui, đang cố gắng nuôi Nila 3 rồi. Mà Nila đồ này thì phải nói là siêu chất. Thêm cả trinh phạt say ra 2 như thế này thì càng đét. Trời ơi, mà 8 can trường thì không đùa được đâu nha. Như nào? Như nào phải nói. Châu chua. Lại thêm một máu nữa. Skill nè. Ok. Mình chắc là người đầu tiên đánh bại được bạn Phi Chín Ngón này. Bởi vì một pha quyết đoán lên 8, chúng ta đã có được cái chuỗi win. Phi chắc là đang tính đợi lên level 8 đây. Hiệu triệu nhân này. Cái vùng đất này có con Rai. Nó cũng khá là kiểu hất tung thôi. Triệu hồi cái cây lên. Nhảy với mục tiêu hiện tại. Rồi nhặt đồ cái. Mình sẽ cần một cái nó xét. Nó xét đây anh em. Sen Nikko vãi cả đái. Thôi thì chúng ta sẽ lấy dao điện vậy. Mà đến thế là cùng. Nhỏ đến thế là cùng nhờ. 3 con Nikko nữa. Cố lên. Taric thì thậm chí bây giờ mới 1 sao ạ. Mà 22 máu mình đang ở cái vị trí top 4. Tính ra là trận này chơi cũng căng ấy chứ nhờ. Nhà này sắp lên say ra 3 rồi kìa. Ôi, đội hình ông này tôi cảm giác là hơi đuối. Nhóc sóc này đi luôn rồi. Khuyên mãi kinh nghiệm này. Mà chưa giữ được máu thì khả năng cao là niệm luôn. Trâu quá. Cảm quan trường mạnh quá anh em ạ. Top 8 đến từ vị trí của nhóc sóc Nikko. Trước tiên thì cứ phải ưu tiên con dự phòng Soraka 2 Nikko này. Một con nữa không? Hải tặc vương hư không mạ vàng. 1 Nila và 1 con say ra. Trời ơi. Cái tỷ lệ rất cao. Với 15% ở level 7 thì mình nghĩ là Phi Chín Ngón sẽ sớm lên một trong 2 quân thôi. Mà lên được một con say ra hoặc là một con Nila với những trang bị như thế thì quá khó cho anh em mình. Nhà này cũng có Sen Châu này. Rất may mà chúng ta đã chuẩn bị nó xét rồi. Úi giời ơi, 8.700 đam. Không ít đâu nha. Cassadin này. Mà Phải bán Belvet đi thôi anh em ạ. Tôi đang muốn lên con Nico 3. Éo ra luôn. Phi chín ngón. Sủa nhiều xong top 7. Đéo có trình. Hôm nay ông nói chuẩn đấy nhờ. Rồi mình phải đánh với cả phi chín ngó rồi. Còn 15 máu à. Tôi xảy ra nhìn két thế. Mà Rat Game vẫn chưa fix cái lỗi mà bị mất cái thanh máu của team mình là như nào nhờ. Tôi không biết là team mình còn mấy thằng sống sót nữa. Vẫn còn Nico là còn thấy Tết. Vẫn còn Quizana. Ui. Ui rồi, lần này thì mình bị thua trước phi chín ngón rồi. Khó thế. Mà sao Nico lại cầm cái lưỡi kiếm kia. Trời ơi. Nó lấy nỏ sét đi anh em. Tuy có dao điện rồi nhưng mà nỏ sét cho những con tanh tuyến đầu cũng ngon. Midfortune này. Mà không có Nico 3 là chết luôn á. Cassante à? Có nên thay đổi tí không? Cassante vào 3 tiền. Bà con Cassadin này. Đây. Thực ra là Nico kia cũng được. Mình rèn đồ cũng ngon mà đúng không? Mà nghĩ lại thì cũng hơi sai. Đây. Cassandra 1 sao mình sẽ cho xuống dưới 8 để Mancia, 9 để Mai tôi còn sợ chứ 8 thì thôi. Đỡ sao lại cái đội hình 8 can trưởng của mình. 1440 máu à. Nhưng mà skill rất là đau nha. Bọc giáp cho bản thân nữa. Hồi máu đi. Mình ăn nhà này được rồi. Ok. Nhoan. Mà trận đấu này là căng thế. Đây rồi. Cuối cùng thì mình đã lên được con Nico 3 các bạn ơi. Và phi trình ngon cũng vừa có được sai ra 3. Hướng đến hồi kết rồi. Chịu rồi. Quân sư Bewater và trừng phạt. Form bài level 7 như thế này thì công có, thủ có, khá là toàn diện. Trận này mình sẽ gặp Cung Giang với con Azir. Không biết ăn được không đây. Nhà này level 9 rồi. Phong bài là toàn 4-5 tiền thôi. Nico Nico lên em ơi. Đặt hết niềm tin vào Nico. Ui rồi ôi. Một cú skill phát. Mà gần gọi là 5.000 đam. Chấu thế nhờ. 10.000 sát thương ạ. Tưởng thế nhờ. Được cái chứ. Nico này có vẻ uy tín đấy chứ anh em. Nhưng mà bây giờ mà mình gặp phi chín ngón chắc là cút. Kim Giang và Kiệt Sinh Gái. Kiệt Sinh Gái thì đâu chả sợ. Những con can trường thì gõ vào cái team của mình không khác gì kiền cắn inox cả đúng không? Không khác gì kiền cắn inox luôn ấy. Bây giờ là cố gắng eco tiền lên được level 9 là ngon. Để chúng ta có thể là kéo thêm một Tagon đẹp. Má nhưng mà khả năng hơi khó lên đấy nhở. 19, 17 và 5 máu. Mũ thích nghi, bút rồng, thú tượng. Mũ thích nghi đi. Này mình sẽ ném cho con Cassante. Hút đồ này ra đi. Thực ra là con ấy kia cũng được. Milo cầm Soji cũng được. Nhưng mà Cassante này thì tôi muốn làm choáng con Xay ra này sớm hơn đấy anh em. Má nhà này mà lên được Nila 3 này mình chịu. Chắc chắn là mình sẽ gặp phi 9 ngón rồi. Bể con Java này đi tí. Lạp luôn đi. Bể sớm. Một phát này làm choáng nó một cú. Phát thứ hai đi. Đi con Java này, ok. Ui thôi xong rồi. Xay ra 3 cũng khó để có thể bắt được con Nikko này của mình. Boom. Uầy, khó tin. Thật là khó tin anh em ạ. Nhà này what the fuck. Má Cassante 2 chịu à. Xem nào, nãy mình ăn được, bây giờ không biết là như nào. Này này kẹp thêm Fira. Tôi rất là sợ cái sát thương chuẩn mà nhà này có con Fira nhìn tín vậy. Cho tao top 1 đi. Tôi chưa chắc là ăn được. Bài mày khỏe Verkeler. Ừ. Khỏe không biết ăn được không đây. Cassante bế đi mà. Ok. Bế luôn thằng Azier đi là win này. Trời ơi. Một chút nữa thôi. Thôi xong rồi. Fira của team bạn được quẩy rồi. Vẫn còn Nikko. Boom. Không chết được ai. Skill đi. Trời ơi skill là win rồi. Hơi tiếc một chút nhưng mà đây cũng là một trong những cái trận đấu siêu phẩm rồi. Hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới nha. Đừng quên ủng hộ mình một like nha anh em ơi. Bye bye.